Bây giờ xin mời bà con mình nghe tiếp phần thứ hai của cuộc vượt thoát tại thành Ông Năm của Nguyễn Quốc Khánh. Tôi trở lại việc đang kể, đây cũng không phải là cái cảm giác sợ hãi. Vì mới đây tôi đã từng sống với chiến trận và vào thời điểm đó chỉ mới khoảng 4 tháng sau ngày mất nước. Hơn nữa, chúng tôi không ai nghĩ được bản án tử hình sẽ được áp đặt cho những người mưu toan trốn khỏi trại. Mà nếu có nghĩ ra thì cũng chỉ ước đoán là những hình phạt kỷ luật được áp đặt. Thân thể bị dằn vặt một thời gian rồi sẽ qua và định rằng thất bại keo này thì sẽ bày lại keo khác. Rất nhanh khi biết chúng tôi đã lâm vào thế không thể nào làm gì khác hơn được, tôi nói nhỏ giọng đủ cho quan nghe: "Ê, tìm cách lui nhanh thôi, để thỉnh giọt." Tôi lộn người lại khá nhanh, xuyên người qua hai quần cảnh gai đã mở sẵn mà tôi vừa mới qua và trường người xuống giao thông hào. Tôi cũng không quên ném gói cơm lủng lẳng vướng bận khi ngang qua hầm cầu Lộ Thiên có nước và tiếp tục chạy nhanh dưới hào. Qua khỏi đầu dãy nhà một chút, khi đang chạy dưới rãnh, tôi nghe tiếng đạn nổ bên ngoài. Một khoảng ngắn nữa, tôi lăn người qua đường và ép mình trong khoảng tối cuối dãy nhà, thì tôi thấy ánh đèn quét ngược lại con đường song song với giao thông hào mà tôi mới trường lên. Tôi cũng nghe có tiếng người và ánh đèn pin từ xa chạy về hướng tôi vừa vượt qua, nghe quát tháo xa xa. Lúc này thì tôi đã về đến cái connect của Thịnh và tôi nằm ngủ. Hai cái mùng văng vẫn còn đó, nằm xuống một lúc không lâu, vài tiếng quát tháo xa xa như vẫn còn vang lại. Tôi nghe những tràng đạn AK nổ tiếp dồn dã. Tiếng nổ mà tôi từng kinh nghiệm nhiều năm trên chiến trường máu lửa thật khác biệt với tiếng phát ra từ phía chúng tôi. Giờ đây trong hoàn cảnh này chừng như mang đến một sự đe dọa khủng khiếp đến mạng sống của hai người bạn tôi ngoài kia. Tôi khẩn thiết cầu xin ân trên, che chở cho họ đang cơn nguy khốn, cố phân tích hệ quả của những tràng đạn mà tôi đã nghe, trùi hình dung. Với tràng đạn đầu, Thịnh đã vượt thoát được chăng hay thế nào? Rồi những tràng đạn sau đó nhằm vào ai? Hay chúng bắn vào anh Quang đang bị kẹt ở giữa? Tôi có phần nghi là Quang đã bị chúng bắn. Tôi hy vọng Thịnh chạy thoát được, nhưng ngại mong manh vì theo tôi giờ này, chung quanh Thịnh trong đêm tối chỉ có kẻ thù đang động thủ mà không còn bạn hữu. Nếu Thịnh ra lộ thì rất dễ bị bắt lại bởi những nút chặn trên đường. Tôi hy vọng Thịnh biết mở đường tắt nhắm hướng mà đi thì yên tâm hơn. Trong buồng lớn anh em chừng như đã thức, không khí vẫn im lặng nhưng ngột ngạt chừng như linh tính, cho biết một cái gì đó thật sự nguy khốn đang xảy ra cho ai đó trong anh em mình. Ông Sa và ông Phượng nằm cách tôi vài thước, thỉnh thoảng nói chuyện lào xào với nhau. Tôi nằm một lúc thì ngồi dậy, lẻn ra nói chuyện với hai ông ấy, giả vờ hỏi Thịnh có ra đây không mà không thấy trong ấy. Một lúc sau hai người hỏi lại xem Thịnh đã về chưa. Trong đội cả đêm đó ngoài tôi ra cũng không ai biết được sự vắng mặt của Thịnh và Quang. Tôi trằn trọc không ngủ, cố phân tích hệ quả của những tiếng súng vừa rồi và tiếng người mà tôi nghe được trên đường chạy thoát về đây. Khuya lắm, quá căng thẳng và mệt mỏi dìm tôi vào giấc ngủ nặng nề lúc nào không hay. Suốt đêm đó vẫn không thấy ai đến hạch hỏi gì. 8 giờ sáng hôm sau, toàn trại được tập họp để lên hội trường. Gần tới, đã thấy Thịnh nằm sấp trên chiếc băng ca, hai tay duỗi về phía trước. Anh bị thương và được băng tròn ngang người. Sau này tôi biết vết thương trượt ngang bên ngoài xương bánh chè phần thịt, chân anh bị cột vào hai cán băng ca đặt bên hông trái. Phía sau bên ngoài hội trường, trên đường đội đi tới, thấy Thịnh nằm đó tôi hơi lo, nghĩ rằng có thể chốc nữa đây, nếu Thịnh khai thật rồi thì khi vào hội trường, tôi sẽ bị tách ra. Đúng ra lo thì có, vì sẽ bị rắc rối hoặc sẽ nhận một số biện pháp kỷ luật nào đó. Chứ lúc đó chưa hình dung được bản án tử hình dành cho những người vượt trại. Nhưng rồi sau này khi chuyển đến những trại khác liên tiếp thì chúng tôi mới biết điều đó đã thật sự xảy ra cho tất cả các đối tượng đã vượt ngục cộng sản. Sau này tôi có nghe nói một người anh em của chúng tôi
cũng tên Thịnh, cấp bậc trung úy đã bị tử hình vì đã viết thư lén gửi ra ngoài nhờ người đưa về cho vợ, mà nội dung bức thư bảo vợ dứt khoát đừng nghĩ đến ngày về của anh mà phải tìm cách đưa gia đình ra nước ngoài sinh sống. Bức thư đã không may mắn bị lọt vào tay cộng sản. Hội trường đã có sẵn những dãy ghế dài nơi chúng tôi từng ngồi để nghe những người mới lên lớp giảng giải một cách ngờ ngợt đến buồn cười về cái học thuyết của thiên đàng xã nghĩa, đối nghịch với cái tính cách xấu xa đê tiện của tư bản chủ nghĩa mà chúng tôi là một thành phần trong cái guồng máy tội lỗi đó. Cách kê khai tội lỗi của từng người, những gì mà khi trước chúng tôi quan niệm là công lao hay khen thưởng, thì bây giờ biến thành tội theo quan niệm của kẻ thắng. Phía trên một cái bục thuyết trình và cạnh đó một cái bàn gỗ dài thô sơ được phủ bằng lớp vải màu đỏ. Với hàng ghế khoảng 5 hay 7 cái phía sau đã có người ngồi sẵn. Chúng tôi lần lượt ngồi chung vào những dãy ghế dài xếp thành nhiều lớp trong hội trường. Sau đó, một cán bộ cộng sản lên bục thông báo chuyện xảy ra trong đêm, giọng đanh ác cho biết là có hai người trốn chạy trong đêm, thì một người đã bị bắn chết, xác còn nằm trong rào kẽm gai, và một khác bị thương đang nằm ngoài hội trường. Anh khẳng định rằng chúng tôi không thể thoát, mà chắc chắn sẽ bị như vậy nếu có hành vi trốn chạy. Đến đây thì tôi nghĩ rằng Thịnh đã không đá động gì đến tôi trong chuyến đi trong đêm với anh vừa rồi. Sau khi giải tán, từng đội đi hàng hai trở về. Đến khoảng cách ngang gần với Thịnh, tôi gọi tên anh, giọng khá lớn đủ anh nghe. Thịnh hơi ngóc đầu dậy, bàn tay trái như cố nhẹ đưa lên qua lại như vẫy chào. Chỉ mình tôi mới hiểu ý nghĩa của những cái khoát tay vẫy chào của Thịnh. Vì bên ngoài nơi anh đang nằm, chắc anh đã không nghe lời xác định của tên cán bộ cộng sản trên bục thuyết trình. Bất lo, tôi thầm khen bạn tôi giải quyết việc một cách rất đúng, nhanh trí, chính xác. Cử động của anh vừa rồi cho phép tôi khá lạc quan về vết thương của anh, mà tôi nghĩ là không trầm trọng lắm. Giờ đây tôi phải tìm biết thêm nhiều điều mà giúp anh sớm bình phục để sau này cùng với tôi thực hiện một chuyến vượt ngục khác. Sau đó Thịnh bị đem nhốt vào Connex. Thịnh bị nhốt vào đây cho đến lúc chuyển đến trại Suối Máu Biên Hòa. Thời gian này trong trại có một số bác sĩ ở cùng, và anh em ít nhiều ai cũng có dự trữ thuốc men, nên vết thương của Thịnh cũng khá lành nhanh. Vài lần tôi xuống nhà bếp chơi, mà anh Ghê, con của một nhà hàng bò 7 món tại Sài Gòn làm trưởng bếp, tìm cách đem cơm và gặp Thịnh. Gặp tôi anh mừng trở lắm và nói, tao bị thương trước tiên khi nhóm người dậy để chạy thoát. Quang cũng bị thương liền đó khi chúng chạy gần đến và nhận ra anh đang ở bên trong rào. Chúng đến gần bìa rào và bảo Quang đi ra, anh trả lời là anh đã bị thương không đi được. Một lúc sau một thằng trong bọn nói, bắn cho nó chết luôn. Quang chết bởi những tràng đạn sau đó. Một lúc khi tụi nó hỏi tao, chúng mày mấy đứa, tao không thấy mày, tao biết mày cũng nhanh lắm. Chắc là đang chạy với giao thông hào phía sau về đội, tao trả lời, chỉ có tao và anh ấy. Tao bị điệu đi trước khi chúng nó bắn bồi vào người anh khoảng mấy tràng đạn nữa cho chắc ăn. Dù tao nghĩ anh ấy đã thật sự chết rồi. Chính những tràng đạn sau này đã trải rác khắp người Quang, mà sau này tìm hỏi ra chính những người chôn xác anh ngày sau đó đã xác nhận với tôi người anh nhiều dấu đạn khắp cả người, ngay đến gót chân và khuỷu tay. Xác Quang được kéo ra và chôn ngoài rào gần đó không xa trong nhà nhỏ có cây mít to, mà trước đó có lần chúng tôi thấy có một vài bóng dáng các bà thấp thoáng với hy vọng mỏng manh nhìn thấy được người thân trong đám xa bên trong. Nghe nói là về sau này người dân trong các xóm cạnh đó than phiền nên xác anh Quang được dời chôn nơi khác. Vào khoảng đầu năm sau, tôi không nhớ rõ ngày tháng nào, chúng tôi được chuyển tới trại Suối Máu Biên Hòa trong xe bít bùng đầy người chạy cả đêm. Dù nơi này cách Sài Gòn chỉ khoảng 15 mile về phía bắc, Thịnh hai tay bị còng phía trước. Anh ngồi phía sau cùng với tôi cạnh cửa sau thùng xe. Nơi góc phải xe rất gần chúng tôi có một bộ đội mang AK-47. Tuy vậy, chúng tôi vẫn có thời giờ để chuyện trò riêng tư như trước lúc tập hợp lên xe, xuống xe và những lúc xe dừng lại.
mà anh cán binh cộng sản đi nơi khác, thành lặp lại những gì anh đã nói với tôi lần gặp nhau trước, và anh còn nói với tôi và mấy anh em xung quanh là khi anh giơ tay lên khỏi đầu, lúc tụi chúng áp đến thì anh nói, tôi cũng là người sinh trưởng ở miền Bắc như các anh. Và anh nghĩ chính lời này mà tụi nó không bắn anh lúc đó. Sự thật với bản chất người sống trong chế độ tự do nhiều nhân bản, Thịnh đã lầm. Tao dự định nhảy xuống xe thoát thân, mày nghĩ sao? Thịnh nhìn tôi giọng nói có vẻ khẩn khoản như muốn hỏi thăm dò. Tôi nghĩ Thịnh muốn rủ tôi thực hiện việc vượt thoát ngay trên đoạn đường này. Tôi cảm thông và thấy thương người bạn mình quá. Tôi nghĩ anh đã nhanh trí giúp tôi, chứ không thì giờ này tôi đâu có khác gì anh trong hoàn cảnh hiện tại. Do đó, tôi không thể bỏ anh khi anh cần. Tôi phải giúp anh dù rằng việc thực hiện đường độc này khá nguy hiểm cho cả hai. Nhưng chắc chắn trong hoàn cảnh mà hai tay bị thúc thủ như vậy thì anh không thể nào thực hiện một mình được. Nghĩ vậy tôi nói, tao không nghĩ mày thoát được trên đoạn đường xe chạy. Tay bị cầm như thế này, khi rơi xuống đất, khi xe đang chạy thì mày sẽ bị chấn thương, không thể đứng dậy được. Trước và sau đều có xe mở đèn, và tụi nó gác ngồi cạnh tài xế. Nên tao nghĩ mày chưa thể thoát được trong hoàn cảnh này. Nhưng tao hứa trên đường đi hôm nay, khi qua bất cứ một chỗ nào thuận tiện, ra dấu là thực hiện ngay. Với con dao găm có cán, được giấu bọc theo bên trong chân dưới mà tôi làm trước đây, Thịnh có biết. Tôi đang suy nghĩ cách hạ thủ tên quắc con này, đoạt khẩu súng khi thời cơ thuận lợi để giúp Thịnh thoát thân. Vào lúc đó thì tôi nghĩ rằng chúng tôi được đưa vào rừng núi, nơi rừng là mật khu của họ để cách biệt dân chúng miền Nam thân thuộc của chúng tôi. Nếu vậy thì trên đường đi xa xôi trắc trở, cùng với đoàn người này, tôi và Thịnh dù có khó vì không chuẩn bị, nhưng có thể sẽ có cơ hội thành công. Tôi nói với Thịnh, nếu không thực hiện được thì ráng đợi đến một thời điểm khác vậy. Tao nghĩ tụi nó sẽ giết tao. Ê, đến nay tao vẫn chưa thấy trường hợp nào tương tự bị xảy ra như vậy. Bình tĩnh, đừng có bi quan quá sớm. Chúng tôi trong xe bít bùng nào có thấy gì được bên ngoài. Và khoảng đường từ Hóc Môn đến Biên Hòa, nơi đến cũng không xa. Thành thử mọi sự khi đến nơi đã không xảy ra như ý định của chúng tôi. Xuống xe, Thịnh bị dẫn đi riêng và tôi theo đội về buồng được chỉ định. Từ đó đến ngày cuối của cuộc đời Thịnh, tôi không gặp anh. Nhớ lại việc Thịnh nói anh nghĩ tụi nó sẽ giết anh là đúng. Nghiệm lại bản thân sau này tôi biết vậy. Lần thứ ba tôi vượt trại bị bắt lại từ bên Lào, dẫn trả lại về trại cũ. Trong xà liêm, những công an có phần vụ họ cũng chẳng giấu giếm gì khi nói thẳng với tôi. Anh không thoát án tử hình, lãnh đạo dứt khoát anh phải chết. Chúng tôi không cần mang anh ra tòa hoặc pháp trường, nhưng dứt khoát là anh phải chết. Sau này, cán bộ trẻ tên Hoàng, cựu quản giáo, vào xà liêm gặp tôi cho biết thủ trưởng của anh nói riêng tôi tìm được gặp trên rừng là bắn bỏ xác. Và tôi nghĩ Thịnh cũng được báo biết trước đó như vậy. Có lẽ lời nói cùng cử chỉ của họ đối với anh cho anh trực giác là chúng nó sẽ giết anh. Ánh mắt của con hổ đang vần mồi, cái sát khí đằng đằng của những tên sát nhân. Vì vậy mà anh tâm sự với tôi rằng, nhiều khi anh nghĩ rằng có thể tụi nó sẽ tới bắn vào anh trong Connex. Và anh nghĩ khi đó anh sẽ cố nhảy bắn vào thành gốc trên để tránh đạn. Tôi thông cảm hoàn cảnh hiện tại của anh mà nói lời khích lệ để anh an tâm. Tụi nó không cần bắn bạn ngay trong Connex, bạn đang ở đó đâu. Bạn hãy nghĩ xem tôi nói trúng không và yên tâm việc này. Một chút yên lặng chừng như đang nghĩ ngợi gì, anh nói. Mày à, biết vợ và các con tao đã đi Mỹ. Nếu tao có chết sau này mày cho vợ con tao hay. Và tao ước ao mày sẽ làm những gì có thể làm được cho họ, nhất là cho hai con tao. Tao không nghĩ sẽ xảy ra như vậy, nhưng tao hứa mày yên lòng. Cảm ơn mày. Dưới hai tay đang bị còng, anh đưa ra và siết chặt tay tôi. 30 năm qua đi, lời hứa với Thịnh vẫn còn đó. Hình ảnh anh ngày nào đối diện lần cuối cùng với hai tay bị còng, anh đưa ra siết tay tôi khá lâu, như muốn ấp ủ một vòng tay trìu mến đầy thương yêu lo lắng cho vợ và các con, mà anh lúc đó đã ngoài tầm tay, chỉ còn biết đặt cậy trông vào một người bạn cùng chí hướng với mình.
Tới Mỹ tôi hỏi thăm nơi các hội đoàn. Khi biết sử dụng computer, tôi tìm thấy trong một những người bị chết trong ngục tù cộng sản. Tôi tìm thấy tên anh trong đó với lý lịch như sau: Nguyễn Hữu Thịnh, đại úy biệt động quân bị cộng sản xử bắn tại trại Suối Máu, tỉnh Biên Hòa. Tên thật của anh là Phạm Hữu Thịnh, thiếu tá khóa 18 sĩ quan trường bị Thủ Đức, ngành an ninh quân đội. Anh có qua khóa tình báo tại Okinawa, Nhật Bản và từng là thông dịch viên cho các khóa học tình báo của các khóa sinh người Việt tại đó. Anh thuật lại với tôi là trong thời gian đó, vợ anh sang thăm. Chị không biết nói tiếng Nhật, nhưng khi gọi taxi chị viết tiếng Hoa vào giấy. Người tài xế đã hiểu và giúp đưa chị đến gặp anh. Nhiệm sở sau cùng là Ban Liên Hợp Quân sự hai bên. Thịnh nói tiếng Anh trôi chảy và như có khiếu ngoại ngữ. Tôi nhớ anh thường hát một bài ca của Mỹ bằng cả tiếng Mỹ lẫn tiếng Việt, mà đài Gươm Thiên Ái Quốc trước đây vẫn thường phát thanh. Tôi nhớ phần Việt ngữ đoạn đầu được chuyển ngữ. Từ miền Bắc theo bước chân bộ đội vào Nam, ngỡ rằng trên đường diệt ngoại xâm, nào ngờ chốn đây cuộc sống vui thái hòa. Bài hát này cho đến nay vẫn còn giữ giá trị, nói lên mức độ chính xác trong tình thế của cuộc chiến. Mà ngay bây giờ, cho dù là người dân Nam hay Bắc Việt Nam, dù đã một thời theo chân đoàn quân xâm lược Bắc Việt, cũng không thể nào phủ nhận tính xác thực của vấn đề. Anh kể chuyện với tôi và cười nức nẻ là có lần cha vợ đi du lịch Đài Loan về, một lần đến dùng cơm chung với ông. Trong bữa ăn, thỉnh thoảng ông cười và thường nói chỉ một câu lơ lớ: ở Tài Lan bên lư, gió thổi hừ hừ. Tức là ở Đài Loan bên đó gió thổi ù ù. Thì ra ông cha vợ anh người Tàu và không biết nói tiếng Việt. Ông đã về Đài Loan có lẽ quê ở vùng biển có gió lộng. Tôi nghe Thịnh có nhắc về người mẹ nhưng không nghe nhắc đến cha anh. Đến trại Suối Máu, một hôm anh đội trưởng sau khi đi họp về cho biết ngày mai anh và các đội trưởng khác đi dự phiên xử án Thịnh và bé, cũng là thiếu tá vượt trại bị bắt lại. Người cùng đi với anh bị thương nằm vắt trên rào kẽm gai. Anh đau đớn trên la cho đến khi kiệt lực mà chết. Trong xã hội cộng sản mà tôi đã kinh qua trong cuộc sống với họ, một điều tôi nhận ra là người cộng sản họ không cảm nhận được nỗi đớn đau của tha nhân, và dường như họ còn cảm khoái trước sự đau khổ của người khác. Có lẽ vì họ trưởng thành trong một xã hội đầy thiếu thốn, phải bon chen lừa đảo giành giật để tìm sự sống cho riêng mình, một xã hội hoàn toàn không còn gì là đạo đức lương tri, cuộc sống mà tình cảm con người được thay thế bằng lòng thù hận, thì làm sao có thể tìm ra đâu một hành vi thiện. Vì những người thầy, cha mẹ của họ cùng theo một khuôn khổ của đạo đức cách mạng, có nghĩa là theo đảng, nói theo và làm theo đảng là được ưu đãi, và ngược lại thì sẽ bị bạo lực của đảng đè bẹp không thương xót. Cái gọi là tòa án nhân dân đại khái cũng bao gồm đầy đủ thành phần của bồi thẩm đoàn, chánh án, công tố viện, luật sư biện hộ. Anh Đàn trước là cảnh sát trưởng quận nhất, lúc đó là đội trưởng có tham dự phiên tòa. Anh nói chánh án là một người đàn bà quê mùa thô kệch, ngồi ghế quan tòa đã kéo hẳn hai chân lên bàn ngồi, hai cái hòm và huyệt đã được đóng sẵn và đào ngày trước đó. Buổi xử án được truyền theo hệ thống loa xuống tận nơi chúng tôi ở. Chúng tôi nghe giọng nói của Thịnh khi được hỏi, giọng anh bình tĩnh, chắc nịch và đầy lý lẽ. Anh nói tôi theo cha mẹ vào Nam, lớn lên trong một đất nước có tự do dân chủ và được đa số các nước trên thế giới công nhận. Anh nói chính xác lên con số hầu như tuyệt đối của các nước trên thế giới đã công nhận Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam và con số ít ỏi cho miền Bắc. Có lẽ việc anh làm trong thời gian cuối cùng giúp anh nhớ những con số chính xác này. Khi được hỏi sao anh không theo cách mạng mà theo giặc ngụy, anh đã dõng dạc trả lời: tôi vào quân ngũ theo nghĩa vụ quân sự vì bổn phận của thanh niên trong thời chiến phải tuân hành để bảo vệ tổ quốc, nước Việt Nam Cộng Hòa, đất nước tự do mà tôi đã sống và phục vụ như một công dân. Suốt đời tôi cho đến lúc này vẫn chưa hề nghe thấy hay đọc được bất cứ một lời kêu gọi nào từ cái gọi là mặt trận giải phóng miền Nam. Anh còn nói nhiều lời hơn để trả lời mà tôi không nhớ hết.
Trong phiên xử, luật sư bào chữa cho Thịnh vỏn vẹn đã chỉ nói một câu mà chúng tôi nghe được là: tội trạng của anh Rành Rành như thế thì bào chữa thế nào? Sau đó họ nghị án tại chỗ và tuyên án tử hình. Sau này tôi được biết một lúc nào đó, anh bị nhét khúc củi vào miệng và dẫn đi. Khoảng non 20 phút sau, chúng tôi nghe các tràng súng nổ. Lúc đó tôi đang ngồi ăn cơm bên ngoài giữa hai buồng giam với một người bạn thân mà chúng tôi đồng ý sẽ thực hiện tiếp một cuộc vượt trại khi có dịp. Ngồi trên hai khúc cây tròn sắp sửa được bổ thành củi và một khúc làm bàn, trong âm vang tiếng nổ của những tràng đạn AK, bỗng chốc mây tím giăng đầy và bầu trời như tối lại, gió cuộn mạnh từng cơn và từng đợt mưa nhẹ lất phất, làm lòng người dù cứng đến đâu cũng phải nhận rằng có một cái gì đó khá khác thường xảy ra nơi làng tranh giữa hai cuộc sống vật chất và tâm linh. Đúng ngay thời điểm Thịnh và bé đang bước vào thế giới bên kia đó, tôi bật khóc, bạn tôi để yên. Một lúc sau chợt có một bàn tay ai đó vịn vào vai và xoa nhẹ vào đầu tôi. Ngạc nhiên với cử chỉ này, tôi quay đầu ngước nhìn thì bắt gặp ánh mắt của thầy Thượng Tọa Thanh Long, người mà tôi rất quý mến và mới biết ở đây. Thỉnh thoảng tôi có đến thăm và nghe thầy nói chuyện, dù tôi là người công giáo lâu đời, trong bộ đồ bà ba của người dân quê miền Nam, nhuộm màu đỏ gụ của những ngày những đoàn người từ miền Bắc di cư vào Nam tị nạn. Thầy có dáng dấp rất bình dân và giọng nói nhẹ nhàng hòa nhã, nhưng lại là một con người với kiến thức nho học uyên thâm, một tấm lòng quảng đại và từ bi nhân hậu của bậc chân tu. Nghiệp nạn thầy đã trả hơn 13 năm trong tù cộng sản. Thầy được tha về ngủ tại một ngôi chùa ở Sài Gòn và mất sau đó. Tôi có hỏi thăm những người ở cùng trại với thầy thì được biết suốt thời gian nặng nghiệp thầy vẫn ăn chay, quà cáp gửi vào thầy phân từng gói nhỏ, tối đến âm thầm đem để trong chân màn kẻ khó. Thầy nói: đừng khóc buồn nữa, để anh ấy ra đi. Nghiệp nạn, nghiệp nạn, nghiệp nước và nghiệp của mỗi người trong chúng ta. Chúng ta hãy ở lại buồn cho sự ra đi không bình thường của anh ấy, nhưng lắm khi anh ấy thoát nghiệp rồi mà chúng ta đây vẫn còn phải trả. Quả thật thầy nói đúng. Vài ngày sau, trên một chòi gác cao sát rào gần cuối dãy nhà giam, một cán binh trẻ cộng sản nói chuyện với nhau khi đội gác cố ý cho chúng tôi nghe: tao bắn chỉ một tràng là đạn vào người, vào phọt ốc ra ngay. Nghe vậy tôi cố bám vào một hy vọng thật mỏng manh là biết đâu tụi nó chỉ lập phiên xử và tạo tiếng nổ để đe dọa mà ngăn chặn việc trốn trại. Một thời gian ngắn sau, tôi nhờ một người bạn cùng binh chủng bên phân trại kế bên cho tôi biết là người trong Toán Liệm và Chôn Thịnh với bé ở trong cùng phân trại của anh. Tôi nhờ anh ấy tìm cách cho tôi gặp người đó, và khi gặp được tôi gặng hỏi bộ đồ mà Thịnh mặc ngày đó thì anh ấy cho tôi biết là Thịnh mặc quần jean màu xanh và áo sơ mi trắng ngắn tay. Những gì tôi vừa nghe đã xác định và tôi không còn nghi ngờ gì về việc Thịnh đã chết. Anh ấy còn nói thêm là xác bé bị nhiều vết đạn và đầy máu, nhưng Thịnh thì một viên nơi đầu và thấy vết máu động nơi ngực không nhiều như bé. Miệng Thịnh bị tọng một khúc củi cắm sâu vào và đầy máu. Nghe nói vậy tôi nghĩ rằng vì lời nói cứng rắn của Thịnh mà anh bị hành hạ bằng cách đó. Như vậy là anh bị ngọt thở và bất tỉnh hoặc chết trước đó rồi, xong được kéo lôi ra ngoài không xa để bắn thêm vài phát nữa cho chắc chắn. Tôi nghĩ chắc là vậy. Trong kho nét không đầy 3 thước vuông, chỉ có hai người là Thịnh và tôi. Túi đồ nhỏ mang theo cho một tháng học tập theo lệnh điệu của kẻ cầm quyền cộng sản. Qua sinh hoạt chung hàng ngày thì tôi đã biết được chính xác những gì mà tôi muốn tìm hiểu. Giờ đây tôi cũng biết thêm rằng Thịnh, người đã lãnh nhận bản án tử hình, chính anh là người cứu tôi thoát chết trong cùng một ngày với anh hôm đó. Sau ngày tôi được thả, tôi tìm đến nhà Thịnh nơi đường Dạ Nam, ngay hông cầu chữ Y. Con đường này tôi có biết. Tôi không biết số nhà, nhưng khoảng đường đó không dài lắm, nên tôi cố dò hỏi nhiều lần mà không ai biết. Có lẽ nhà đã được giao cho người mới vào tiếp thu. Hy vọng những dòng chữ này
trong cuốn sách này sẽ đến được với vợ con Thịnh. Từ đó đến nay đã khá lâu, thì vợ con anh chắc cũng đã biết tin tức về cái chết của anh. Mong rằng qua bài viết sẽ đem đến cho họ nguồn an ủi qua thông tin tối thiểu này, mang đến cho họ những phút giây liên tưởng quý báu của người thân yêu của mình, nhất là cho hai cháu trai mà trước khi ra đi không lâu, anh đã ân cần nhắn gửi tôi nhờ tôi lưu tâm để các con anh biết thêm về người cha, một người trai đầy khí tiết với lập trường kiên định, sống thời đất nước trong cơn ly loạn, đã dũng mãnh đương đầu với kẻ thù cho đến giờ phút cuối đời một cách đầy khí phách và đi vào lịch sử như một người anh hùng thật sự của đất nước. Tác giả Nguyễn Quốc Khánh. Xin cảm ơn tác giả và cảm ơn bà con mình đã lắng nghe.